tình yêu và những nỗi buồn đẹp là tóm tắt tiêu đề của phần thi ngày hôm nay. Còn tình yêu của Huy dành cho Việt Nam Idol luôn đầy ắp sự tự hào, hạnh phúc bởi cuộc hành trình dài với chất lượng kiến thức này đã sắp tới hồi kết và gần hơn về khoảng cách vinh quang. Ở live show 6 này, nhờ sự trợ giúp, tư vấn và chọn lựa ca khúc của ban giám khảo, Huy như được tiếp thêm sức mạnh, cảm thấy tự tin, dám bứt phá hơn nữa để đối diện và chiến thắng chính mình. Tâm nghĩ Huy là một thí sinh rất là thú vị, rất là dễ thương. Bởi vì sao? Bởi vì bạn ấy là một người mà cho rằng là mình không có những cái thế mạnh khác, nhưng mà thật ra là bạn ấy là người có rất là nhiều thế mạnh. Trời ơi, mình phải biết tận dụng cái gì của mình là nhưng cái thế mạnh ta, chứ. Nhưng mà chú nghĩ là đừng đánh giải theo cái kiểu đó. Dạ vâng. Đánh đảo theo kiểu R&B ấy thì hay hơn. Không. Bạn ấy đang thiếu một cái bài hát nó thực sự gọi là bùng nổ, cũng như là thể hiện được hết những cái khả năng, cái sự trau chuốt tinh tế trong cái giọng hát. Cái đó drop mà trẻ vẫn được anh, xong rồi đến sau đó nó còn một cái đoạn lên nữa thì bắt đầu vô cái drop dance kia. Ok, đại khái là nó phải có cái sự phong phú về rhythm. Rhythm thì nó mới giúp cháu thể hiện được cái sắc thái nó rõ hơn. Với cái sự thúc đẩy mạnh mẽ từ ban giám khảo, Tâm hy vọng rằng là Huy sẽ mang lại một cái hình ảnh và một phần trình diễn cuốn hút cũng như là được khán giả yêu thích. Huy rất là hy vọng rằng với ca khúc mà ban giám khảo lựa chọn cho Huy ở live show 6 lần này, mọi người sẽ đón nhận mạnh mẽ và ủng hộ cho Huy thật nhiều cùng top 7 thí sinh để chúng mình có những tấm vé vào chung kết nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trăm nỗi đau như kéo em xuống nơi vực sâu tận cùng trái tim khô cằn soi đá, chân trời xa vắng được còn tim em đi về đâu. Sóng xô muôn trùng đây đưa tháng năm yêu lần đầu, chưa từng cho phép suy tư em không cho mình đau, nhưng sâu trong thâm tâm trái tim em đang không ngừng nhỏ máu. Vì lỡ say trong một vòng tay ai, dành cả tương lai đổi lấy nỗi buồn. Từ đó em không còn cần ai thương, giọt sầu ai vương nước mắt em tuôn. Giữa đêm dài, xem giấc mơ như một mối tình, cho nó bay theo đường chân trời. Trang giấy ta theo hình bóng người, mang gánh theo tim mình cuối đời. Một ngày người đắm say tay đan tay trong men say, còn hơi ấm nồng nàn từng phút giây. Ta ngất ngây yêu thương nhau còn chưa hết, còn lại gì trái ngang cứ ngang chân mình. Giờ đây tình phai mình sai hay đúng? Màn mưa ôm lấy trong giấc mộng ngày còn ấm êm, một hàng mi lấm lem ngã lưng bên nỗi buồn chẳng thể đong đếm. Chân trời xa vắng được còn tim anh đi về đâu. Sóng xô muôn trùng đây đưa tháng năm yêu lần đầu, chưa từng cho phép suy tư anh không cho mình đau, nhưng sâu trong thâm tâm trái tim không ngừng nhỏ máu. Vì lỡ say trong một vòng tay dành cả tương lai đổi lấy nỗi buồn, từ đó em không còn cần ai thương, gió sâu ai vương nước mắt em tuôn. Giữa đêm dài, giữa đêm dài, vì lỡ dây trong vòng tay ai, dành cả tương lai đổi lấy nỗi buồn. Từ đó em không còn cần ai thương, giọt sầu ai vương nước mắt em tuôn. Giữa đêm dài,
Quá tuyệt vời, Hà An Huy. Và Dạ Vũ thực sự là một lựa chọn tuyệt vời nữa mà các giám khảo đã dành cho Hà An Huy. Chúc mừng em. Đúng thật là Hà An Huy cũng được nhiều người dự đoán là cũng sẽ được ngôi vị rất là cao, có thể là chiến thắng tại Việt Nam Idol. Nhưng mà anh nghĩ ở một hạng mục khác ấy, thì em chỉ là một trong ba người số một thôi. Đó là một trong ba người có nhiều kính nhất Việt Nam Idol. Số một là anh Huy Tuấn, số hai là Đức Bảo, và cùng đồng hạng số hai là Hà An Huy. Cho anh đổi kính với em một cái. Đó. Lấy may lấy hên từ Hà An Huy, kính rất đẹp. Đeo kính vào nhìn thấy luôn Lâm Phúc trở lại với chúng ta rồi. Vâng. Và xin mời các giám khảo. Huy, anh nghĩ là mà tiết mục vừa rồi nó chính là cái mà anh mong muốn từ những cái vòng trước. Đã. Tức là nó phải giống như là em không còn quá nắn nót với những cái phần trình diễn của mình nữa. Em đã bung được hết cái nội lực của mình. Em phóng khoáng hơn, em thoải mái hơn rất là nhiều. Cái mà ngay ở những vòng đầu là em có, sau đó em mất dần. Nhưng mà với tiết mục hôm nay, anh nghĩ là cái tiết mục này nó có chất lượng của tiết mục trong đêm chung kết đấy. Chứ không phải là trong đêm ngay đâu. Chúc mừng em. Cảm ơn rất nhiều. Mà để vào chung kết thì nhờ khán giả vote giùm. Không, nhờ vote là vote từ lần trước rồi cơ. Không, vào chung kết là tuần này cũng vẫn phải vote chứ, đúng không? Đúng rồi, nếu mà muốn vào chung kết thì là dựa vào kết quả của tuần trước, đúng không? Có nên là khán giả của tuần trước vote thì may ra. Nhưng mà tuần này vẫn vote, vote thì cả cứ... ok. Làm toán nhau. Hạng Huy thì... Anh nghĩ chắc em phải rất là phải... Rất cảm ơn chị Tâm, hình như chị Tâm chọn cho em bài này. Sau những vòng đầy ấm ức, tại sao và chị Tam rất là trăn trở và đã tìm cho em bài này. Anh nghĩ rất là hợp lý ở cái vòng này, chứ thật ra bùng nổ không thể nào bùng nổ mỗi vòng được anh à. Cho nên là cái vòng này là vòng em thật sự bùng nổ và nó đúng cái điểm rơi. Chúc mừng em. Phải nói rằng là hai lựa chọn bài hát này Tâm rất vui khi mà hai bạn đều làm rất 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 tốt. Còn Hà An Huy, thật ra thì rằng là Tâm cũng khi mà mình đi theo thí sinh á, thì mình có một cái tình cảm với tất cả các thí sinh, tại vì mình đã trải qua cùng với nhau cũng rất là nhiều vòng. Nhưng mà khi mình thấy một thí sinh có một cái thế mạnh nào đó mà họ lại không được thể hiện hết được cái thế mạnh của mình, thì đó là một cái điều mà Tâm cảm thấy là mình rất là phải suy nghĩ đâu đó. Thì khi mà chọn tất cả những bài hát cho các thí sinh còn lại, thì Tâm thấy rằng là Hà Ôn Huy là một bạn có một cái giọng hát rất là tình cảm, nội tâm cũng rất là sâu sắc, thì tại sao lại không có những cái bài hát mà có thể truyền tải được hết cái điều đó. Thì Tâm thấy rằng ở Huy có một cái sự phóng khoáng trong cái cách hát nữa, thì cái bài hát này là rất là phù hợp với Huy. Nhưng mình chọn bài hát là một chuyện, nhưng mà bạn ấy làm được hay không là một chuyện khác. Ví dụ như Tâm thấy bài lần này hay hơn bài lần trước nữa. Ví dụ bài Người Hay Quên Em Đi, đúng đây là phải hay hơn nữa, nhưng mà bài lần này hay hơn bài lần trước. Bởi vì sao? Em đã tận dụng hết cái thế mạnh của mình được. Đó. Thì có nghĩa rằng là chị mới nói rằng là khi mà mình biết thế mạnh của mình phải nói trong tâm hồn, trong tâm tư của mình là mình muốn điều gì. Và khi mình được sự hỗ trợ của những người xung quanh rồi thì mình phải mạnh dạn làm cái điều đó. Thì hôm nay em có một hình ảnh rất đẹp, em biết đánh đàn, em biết sáng tác, em biết hát tình cảm, thì không có lý do gì mà em không làm được. Phải không? Chúc mừng hai bạn. Xin được cảm ơn những chia sẻ rất chân thành của các giám khảo, và có thể nói là rất khó để tả hết được niềm vui của các thí sinh khi nhận được những lời khen như thế. Và chúc mừng Hà An Huy, Lâm Phúc. Hãy bình chọn cho họ, thưa quý vị khán giả. Sinhouse, thương hiệu gia dụng nhà và bếp hàng đầu Việt Nam, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.